Sun and Moon Academy Speak to Shine. Mẹ bên nhau bạn nhé. Tăng 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 tăng. Dễ không? Dễ không? Dễ không? Thấy trend này bạn bè rồi đó, vui. Về nhà rủ người, có tính hề hước luôn mọi người. Đang ăn cơm rủ bà nội. Đưa tay lên nào, bể bên nhau bạn nhé. Bà nội, tán em cái liền. Tao bà nội mày nghe mày. Em đau cả nhà. Cái này em cũng chơi không được luôn. Mình chơi trend khác nha. Vô. Vô hát hát đi em, hát đi. Yeah yeah, chào đón các bạn đã quay trở lại với Hot Trend cùng với Quốc Đạt. Và Hot Trend đầu tiên sẽ là gì? Quay ngược thời gian trở về với tuổi thơ, lòng nhung ngày mưa lắm lem buồn lầy. Không phải là cái trend chụp hình cùng với chị Cẩm Ly đâu nha các bạn. Đó chính là một cái trend coi như là quay ngược thời gian trở về với tuổi thơ, về với ba mẹ của mình, nằm trong niềm tin yêu thương của ba mẹ mình vậy nè, đúng không? Để làm gì? Chụp hình lại. Hồi xưa mình có những cái tấm hình chụp với mẹ mình còn mới đỏ hỏn trên tay vậy nè, trên tay vậy nè. Thì bây giờ mình lớn rồi, mình chụp cũng đỏ hỏn. Không có đỏ hỏn, xin lỗi. Mình lớn, cỡ 5-6-70kg gì đó. Bắt mẹ mình dắt mình lên chụp. Dễ thương lắm, gắn kết gia đình. Dễ thương vô cùng luôn, bị cái là mẹ cũng hơi mệt với mình xíu. Nhưng mà dễ thương, gắn kết gia đình. Yêu thương gia đình hơn nha. Mời các bạn coi trend. Ta xong thấy sao? Dễ thương, cô tê lạc lối. Em, một nhân chứng sống. Cũng về nhà kêu ba em ngay nhiêu? 42kg. Em gần 80. Ba em rủ chụp hình. Ok liền. Cái hỏi rủ chụp hình sao giờ mày đứng thế sao giống nhỏ bà. Mình bế không lên chụp hình đâu. Không nói tiếng nào. No comment. Coi như là giận tím người. Bỏ đi luôn. Em bớt tương tác luôn. Bớt tương tác được cả nhà. Vì vậy chúng ta hãy đến với trend thứ hai, mình tương tác với bạn bè của mình đi, dễ hơn được xíu nè. Mọi người biết trend gì không? Đưa tay đây nào bạn nhé, mãi bên nhau bạn nhé. Tăng 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 tăng. Dễ không? Mình muốn ấn tượng hơn không? Mình làm hai người là bình thường đúng không? Làm group ba người, gắn kết tình bạn, chị em ba người đó, hay là bốn người, một nùi người luôn mọi người, vui lắm. Gắn kết tình bạn coi như là cái trend này để củng cố tình bạn cho nó vui. Mời mọi người coi nè, vui lắm. Yeah. Đưa tay đây nào, mãi bên nhau bạn nhé. Đưa tay đây nào, mãi bên nhau bạn nhé. Trend này bạn bè rồi đó, vui. Về nhà rủ người, có tính hề hước luôn mọi người. Đang ăn cơm, rủ bà nội. Đưa tay lên nào, bể bên nhau bạn nhé. Bà nội, tán em cái liền. Tao bà nội mày nghe mày. Em đau cả nhà. Cái này em cũng chơi không được luôn. Mình chơi trend khác nha. Vô. Coi hình xong, thấy thương bạn, thương mẹ. Cảm xúc coi như là dân trào luôn. Khóc, chặn cái tiếng lệ là vậy nè. Nhưng mà tới cuối có một cái trend cũng tương tự vậy luôn, mỗi đứa một góc rất là hoàn cảnh luôn. Đưa tay lên nào, mãi chờ lương bạn nhé. Ngồi xung quanh cái ATM luôn, ngồi xung quanh cái ATM luôn mà không biết là ATM tiền hay gạo nữa, rất chi là hoàn cảnh. Hey, đi đồng quyền anh ơi, đi đồng quyền, đây là đồng quyền số 3 nha. Đi 100 triệu anh, đi 100 triệu đi. Em tỉnh rồi mọi người, cô sốt em rồi. Mình cùng đến không phải là đường quyền thứ 3 mà đến với trend thứ 3. Thứ 3 là gì? Trend thứ 3 sẽ là một cái nỗi niềm của các cánh đàn ông khi mà đi chơi với người yêu. Em thề là em không có gì mà đi ra đường. Nghĩ vậy mà cả một tủ đồ. Là sao? Nope. Tại sao? Ở bên trái mình khi đi văn phòng, bên phải mình khi đi ra đường, và hàng trăm bộ nữa, ấy vậy mà không có bộ nào mà đi chơi được à. Mời có clip bực. Ôi, chuyện là bực liền. Nhưng mà em thề là em không có gì để mặc thật. Có
bộ bên trái mà khi đi xem phim, bộ bên trên khi nào đi mời bạn, còn bộ bên dưới để cuối tuần lên nghìn chị. Nói chung là cái chuyện mà không có gì để mặt đó là nó tràn lan đề hại đối với các chị em phụ nữ đã lâu lắm rồi. Nhà sao 6-7 cái tủ đồ, sáng dậy không có gì để mặt, không có gì để mặt cả. Nope. Rồi cái chuyện này sao nó lan qua tới mấy anh luôn. Giờ các gia đình làm ơn gói ghém lại, sao cho 7 ngày trong tuần mình có đủ đồ để mặc luôn nha. Đồ nhiều lắm rồi, đừng mua thêm nữa nha 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 nha. Mình đã nói cái chuyện mà sao ta, chuyện mặc rồi, người ta nói là ăn phải đi chung với mặc đúng không? Mình mặc rồi bây giờ nói cái chuyện ăn, ăn sao cho thật là sáng tạo nha. Sáng tạo chứ không phải là xạo là tán nha mọi người. Ăn cho thật là sáng tạo. Mình ăn recommend với mọi người một món mới, không cũng không mới lắm, đó là trái dứa, dân gian gọi là trái thơm đó cả nhà. Mình ăn sao không gọt luôn, không gọt luôn mà vẫn ăn được, ghê chưa, thấy ghê chưa. Mình lấy nguyên trái thơm á, mình nên lựa chọn trái thơm chín mình ăn, mình bẻ cái đầu nó ra, xong rồi mình lấy từng muối ra mình ăn, mình lấy mình tách từng muối này vậy nè, bảo đảm sáng tạo luôn, ngon, hợp vệ sinh luôn, sang trọng sáng tạo luôn, hấp dẫn lắm. Coi mọi người khác ăn sao nha. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng đến với bộ phim Người Thứ Ba. Em né qua cho mẹ cho chị hát nha. Vô hát đi em, hát đi. Em tên thật là em tên Thiên Lý. Em có lỡ giật chồng bà kia, giật chồng bà kia bà lợi bà chửi, tìm đến nhà trọ chửi em luôn. Rồi, xong, hết phim. Hết cái phim Till Today đó cả nhà. Nhưng mà sao, vui thôi, đừng vui quá. Đừng có học theo mấy clip này, không hay chút nào. Mình kéo clip này vô cái chỗ mà Crosby đó cả nhà, thùng rác đó, ý nó là gì. Hiểu ha. Mà em nói nhỏ nè, khoay mấy đứa nhỏ cỡ 16, 17 tuổi trở xuống, đừng cho nó coi, không hay chút nào hết trơn trời. Đừng học theo dù chỉ một lần nha. Bấm nút delete nó liền. Mà trước khi bấm nút, hãy đón xem Hot Trend cùng với Quốc Đạt. Khoan em, xí, em giận quý vị phụ huynh nè. Nhớ nghe, thêm cái clip mà nghe quen có chữ Thiên Lý, Thiên Ngờ rồi đó. Thật liền, đừng vô mấy nhỏ coi, nó bị ảnh hưởng chết. Nhớ nghe, em xong rồi, ba cả nhà. Xong rồi, anh âm thanh ơi. Xong rồi, anh quay phim ơi, xong rồi, em ngưng này. Xong rồi, ấp máy đi nghe. Khoan, cho cái nữa được không anh? Mày dây không? Dạ, được rồi, ấp máy. Lấy xe về anh ơi. Xong rồi anh ơi. Mà em đã khóc, xong rồi. Ngưng, nghỉ làm việc. Xong, hết. Sun and Moon Academy, speak to shine.